đi hai lần rồi, đi đi nữa thì gì nó còn. Dạ dạ. Dạ quá đẹp. Không phải là phải là một lát chứ đẹp quá. Bóng bóng kiểu Như thôi đó. Mấy đi xếp chấp lát nó. Thôi tự nhiên không cần nó.
Ken cả hai đứng đứng mình hợp mặt hết đó chú ạ. Cái nữa cái nữa. Con đang bàn để nhìn ngay tới bàn để có này mũi nè, con hai đâu. Sai không nè chú chơi nè. Quá quý. Tắt cái đứt này tắt. Rồi cái tắt. Đi vào không nữa. Cái gì cũng sao chêu chứ. Không mà thấy có con. Cái đầu luôn. Cái đầu nè. Cái đầu mà không đứng ơi, bây giờ chị đứng giữa chứ. Cái hai cái mặt vô trong vô trong chị vô trong gì trong gì cái mặt gì. Rồi máy ra chờ. Em sao em ok. Chuẩn bị ra. Focus. Tôi hỏi nhà này có phải nhà có phải là nhà của cậu Tùng không ạ? À? Tôi nghe rồi nhưng tôi hãy lên thẳng. Thưa anh, nhà này có phải là nhà của cậu Tùng không ạ? À? Rồi đưa tay phải ra gì đi. Cậu Tùng không ạ? À? Ok. Quay dài. Nữa. Chị đi bước tới bước đi đi. Ok. Đó, ok. Rồi. Stop. Rồi chú ý. Điều đó nha. Nói tiếp luôn nha. Thưa anh, nhà này có phải là nhà của cậu Tùng không ạ? À? Thưa anh, tôi hỏi anh nhà này có phải nhà của cậu Tùng không ạ? À? Thưa anh. Tôi hỏi anh nhà này có phải là nhà cậu Tùng không ạ? Thưa anh. Dạ thưa cô tìm ai? Thưa anh, nhà này có phải là nhà của cậu Tùng không? Thưa anh, tôi hỏi anh nhà này có phải nhà của cậu Tùng không ạ? À? Mà diễn lại ngay, okay. Nhà này có phải là nhà của cậu Tùng? Thưa anh, tôi hỏi anh, nhà này có phải nhà của cậu Tùng không ạ? À? Thưa anh, tôi hỏi anh, nhà này có phải là nhà của cậu Tùng không ạ? À? Thưa cô, tôi nghe rồi. Tôi lấy phải lạ. Nhưng tôi hơi lấy làm lạ. Vì một người đàn bà đến tìm một người đàn bà. Tôi hơi lấy làm lạ. Nhà này có phải là nhà của cậu Tùng không ạ? À? Thưa cô, tôi nghe rồi. Nhưng tôi hơi lấy làm lạ. Vì một người đàn bà đến tìm người đàn ông. Bà đến tìm một người đàn ông. Dạ, và còn hơn thế nữa. Và còn hơn thế nữa. Dạ, là thôi, sao? Một người đàn ông đã có sao không được. Cậu Tùng không ạ? Thưa cô, tôi nghe rồi. Nhưng tôi hơi lấy làm lạ. Vì một người đàn bà đến tìm một người đàn ông. Dạ, và còn hơn thế nữa. Và còn hơn thế nữa. Dạ là sao ạ? Dạ là sao ạ? Một người đàn ông đã có vợ. Đã có vợ. Hay đúng hơn là vừa cưới vợ được mấy bữa. Hay đúng hơn á là vừa cưới vợ được mấy bữa. Anh nói thật. Anh nói thật. Cô hãy xem kìa. Sắc pháo đầy sân. Sắc pháo đầy sân. Vậy là cô phải bận tâm nghi ngờ. Pháo mở vợ. Sorry. Hay đúng hơn á là vừa cưới vợ được mấy bữa. Anh nói thật. Anh nói thật. Nói sao cái đó phải không? Okay, okay. Sao cũng nói thật phải không? Tính này bước vào bên trái xíu nữa tính. Vậy là không phải bận tâm nghi ngờ. Phá mũi giòn từ sáng tới đầu luôn.
từ sáng tới đầu hôm ai cũng biết cậu hai cưới vợ cho cậu Tùng. Cậu hai cưới vợ cho cậu Tùng. Cậu Tùng đã cưới vợ được rồi. Đã cưới vợ thật rồi. Tôi nào có dám nói chơi. Tôi nào có dám nói vợ của cậu trẻ và đẹp hơn cô nhiều. Trẻ và đẹp hơn cô nhiều. Tôi biết vợ của cậu Tùng. Tôi biết vợ của cậu Tùng đẹp lắm. Bộ cô có quen với mợ ba. Bộ con có quen với mợ ba. Thôi tôi không quen biết với mợ ba. Tôi không quen biết gì mợ ba. Nhưng mà vợ của cậu ba chắc phải là phải đẹp lắm. Thưa cô, bây giờ cô còn muốn hỏi thêm gì nữa không? Bây giờ cô còn muốn hỏi thêm điều thưa gì cô chồng. Thưa cô, bây giờ. Thưa cô, bây giờ cô còn muốn hỏi thêm điều gì nữa không? Dạ coi cái nhưng mà vợ của cậu ba bây giờ chắc phải đẹp hơn. Vợ của cậu Tùng đẹp lắm. Bộ cô có quen với mợ ba? Tôi không quen biết gì mợ ba. Không quen biết gì mợ ba. Nhưng mà vợ của cậu ba chắc là phải đẹp lắm. Thưa cô, bây giờ cô còn muốn hỏi thêm điều gì nữa không? Tôi muốn nhờ anh một việc. Tôi có thể giúp được cô. Nhờ anh trao bức thơ này lại. Nhờ anh trao bức thơ này lại cho cậu Tùng. Thơ. Thơ. Dạ. Lời nói là những bức thơ sẽ là phân bón cho cây ái tình xanh tốt. Nếu cậu thật tình này rác, nghe đừng nói. Cô cũng đừng nghe, chỉ đừng thân tình thì nữa. Cây ái tình không có... Đúng rồi! Rồi sao đó nha, ok, đừng nói nha. Ốp vòi, rồi, chuẩn bị. Chị Biên nhìn qua này nha. Được, đừng giúp phòng, giúp cửa luôn. Giúp bên này. Tấm màn này nè ba. Rồi, giúp luôn nha. Tôi khuyên cô đừng gợi lại những kỷ niệm cũ nữa. Chưa, còn em nữa. Khoan đã xô. Cậu ba cô ra đó. Tôi xin cứu từ bắt cô. Bây giờ thì cô về là vừa rồi. Dạ. Bước ra. Dạ, thưa cậu ba. Tôi đã nói cho cô biết hết rồi cậu ba. Đừng có giấu giếm vợ đi đâu. Trễ không? Xa quá, ông đi từ đó không kịp. Anh đã hiểu được em. Cho nên em xin giữ lại. Còn bức thơ sau cùng này. Cô trả nó lại cho tôi. Vì tôi đã dành dần cái bộ mặt phú hoàng của cô là như vậy. Ủa mà cô trả tôi. Dần nhận lại bức thơ. Tức là anh nhận lại những lời chua xót đắng cay. Để em được yên tâm. Kéo dài một kiếp người bạc phận. Sớm hôm hầu hạ cha mẹ già. Dạy dỗ đứa em khờ. Thôi với tôi cô đừng dùng là lẽ thiết tha. Với em với mẹ với cha. Tôi hiểu rằng khi đã chót là một cô gái giang hồ thì chọn đời hương phấn. Đó là lẽ sống của cô. Thì trọn đời hương phấn. Đó là lẽ sống của cô. Đó là lẽ sống của cô. Cô Hương, tất cả những thơ từ. Cô đến thăm tôi ạ. Dạ. Đó, cô đến thăm chúng tôi rồi nha, từ đó nghe từ đó nha. Giúp cái đó là sao câu quá. Rồi anh nói câu đó xong sao cùng với câu giúp câu anh mới lấy cái rồi. Ok. Cô đến thăm chúng tôi à. Dạ, biết có hai người, cô có hai người. Qua dạ. Chị Liên luôn chứ, chị Liên. Cô lên mùa chép lên má, cô màu hồng tươi lắm chứ. Còn à. Rồi, phấn bôi lên môi, chét lên má, một màu hồng tươi lắm chứ. Tùng à, em không nên nghĩ gì. Cô Hương bây giờ là binh vực à? Bây giờ anh là binh vực à? Không. Cô Hương không xấu xa với em. Cô Hương không xấu xa như em tưởng đâu Tùng à? Không xấu xa.
không xót xa có nghĩa là tốt đẹp thế gì? Đúng vậy. Đúng vậy. Cô Hương rất đáng chúng ta kính trọng. Cô Hương rất đáng cho chúng ta kính trọng. Kính trọng. Kính. Bây giờ thế em đã có vợ rồi. Không cần phải giấu giếm em nữa. Anh không cần phải giấu giếm em nữa. Tùng à. Tùng à. Cô Hương bỏ em là do anh. Cô Hương bỏ em là do anh. Hả? Do anh. Do anh. Phải. Phải. Vì anh không muốn. Vì anh không muốn. Hay đúng hơn là. Hay đúng hơn là. Anh sợ cô Hương sẽ trở thành. Anh sợ cô Hương sẽ trở thành vợ của anh. Trời ơi. Trời ơi. Thật vậy sao anh hai? Thật vậy sao anh hai? Phải. Vì phải. Thế nên Hương mới âm thầm dứt áo ra đi. Vì thế nên Hương mới âm thầm dứt áo ra đi. Trong khi lòng Hương vẫn còn tha thiết yêu. Tùng. Nước mắt cô rơi trên từng bước ngập ngừng. Nước mắt cô ấy rơi theo từng bước ngập ngừng. Chân cô bước đi mà mắt không xa rời kỷ niệm. Chân cô bước đi mà mắt không xa rời kỷ niệm. Nhìn hôm nay anh ta lần lắm rồi. Nhìn đi anh tao lần lắm. Anh biết anh là người có tội. Sao chứ ơi, mới đề từ để lên. Trong cái xe lông ấy, cái cầu nó mỉ gia đình. Gia đình. Nên anh phải buộc lòng yêu cầu cô. Nên anh phải buộc lòng yêu cầu cô. Yêu cầu cô. Nên xa tùng vĩnh viễn. Nên xa tùng vĩnh viễn. Anh hai, anh tàn nhẫn lắm. Anh hai. Anh tàn nhẫn lắm. Anh tàn nhẫn lắm. Hương ơi, vậy mà anh có hay. Có biết gì vậy mà anh có này biết anh gì đâu biết gì đâu tôi hiểu tôi hình cái chỉ bỏ cái một công trình vui dĩ nè cảm ơn anh Cang cảm ơn anh Cang quên thì chắc là phải quên rồi quên thì chắc là phải quên rồi ngày nay anh Tùng đã có vợ. Ngày nay anh Tùng đã có vợ. Tôi muốn nhớ cũng không có quyền nhớ nữa. Tôi muốn nhớ cũng không có quyền nhớ nữa. Tùng ơi, chắc đây là lần sau cùng. Tùng ơi, chắc đây là lần sau anh cùng với em anh với em gặp gỡ. Em khuyên anh hãy ráng mà quên em. Em khuyên anh hãy ráng mà quên. Mà em cũng cố mà quên anh. Dạ, em cũng cố mà quên anh. Xa nhau. Xa nhau. Anh cho phép em giữ lại những kỷ niệm. Anh cho phép em giữ lại những kỷ niệm mà anh đã tặng cho em. Và luôn cả bức thơ cuối cùng này nữa. Và luôn cả bức thơ cuối cùng này nữa. Và đây Tùng đã hiểu được em. Đây Tùng đã hiểu được em. Tùng ơi. Tùng ơi. Đem đem cầu Phật trời phù hộ. Thắp nhang cầu Phật trời phù hộ. Cho anh được vui vẻ hạnh phúc. Anh được vui vẻ hạnh phúc. Anh có hạnh phúc là em vui. Anh có hạnh phúc là em vui. Từ nay em sẽ sống trong niềm hạnh phúc. Từ nay sẽ sống trong niềm hạnh phúc. Hay là nỗi đau khổ của anh Tùng. Hay là nỗi đau khổ của anh Tùng. Từ giờ anh ca chuyển về căn Tùng. Được ca rồi. Được ca. Từ giờ anh ca chuyển về. Em Hương trong khi Tùng cưới vợ với anh Tùng. Dịch về căn Tùng. Dính biệt anh. Em Hương Tùng. Trong khi Tùng cưới vợ để trả thù Hương. Em Hương. Trong khi Tùng cưới vợ đã thù. Thì Hương lại tự hy sinh đè nén tim mình. Tự hy sinh đè nén tim. Ôi còn gì con cả cho bà. Ôi còn gì con cả cho bà. Trời ơi vậy mà bấy lâu nay Tùng nở nguyền rủa. Trời ơi vậy mà bấy lâu nay Tùng nở nguyền rủa. Và khinh bỉ Hương. Và khinh bỉ Hương. Nhưng Hương ơi nguyền rủa và khinh bỉ. Nhưng Hương ơi nguyền rủa và khinh bỉ. Vì ta đã hiểu lầm nhau. Vì ta đã hiểu lầm nhau. Cái bốn nào che mặt. Bốn nào che mặt cảnh. Thì Hương là tự hy sinh. Đại nén tim mình. Tim mình. Ôi còn gì cao cả cho bà. Ôi còn gì cao cả cho bà. Trời ơi vậy mà mấy lâu nay Tùng nở nguyền rủa.
Trời ơi, vậy mà bấy lâu nay Tùng nở nguyền rủa. Dạ, khinh bỉ. Dạ, khinh bỉ hương. Dương Hương ơi, nguyền rủa và khinh bỉ. Dương Hương ơi, nguyền rủa và khinh bỉ. Vì ta đã hiểu lầm nhau. Vì ta đã hiểu lầm nhau. Đau đớn hơn khi ta hiểu được nhau. Đau đớn đã hơn khi ta hiểu được. Thì Tùng nay đã cưới vợ xong rồi. Tùng nay đã cưới vợ xong rồi. Anh hãy cố mà quên đi chuyện cũ. Anh hãy cố mà quên đi chuyện cũ. Cho gia đình làm ấm. Anh hãy cố mà quên đi chuyện cũ. Cho gia đình làm ấm. Cho anh Cang vui lòng. Cho anh Cang vui lòng. Mà em cũng vui nữa. Mà em cũng vui nữa. Không Hương ơi. Không Hương ơi. Anh không bao giờ quên chuyện cũ. Anh hai. Anh hai, em không còn lòng dạ nào. Em không còn lòng dạ nào. Mà yêu ai khác nữa. Người như vậy mà anh cho là xấu xa nhơ. Người như vậy mà anh cho là xấu xa nhơ. Anh ơi, xấu dĩ dạ không đáng sợ đâu. Anh ơi, xấu dĩ dạ không đáng sợ đâu nè. Chỉ nhơ nhút sao. Xấu xa nhơ nhút là cái đó. Anh hai, em không còn lòng dạ nào mà yêu ai khác nữa. Người như vậy mà anh cho là xấu xa nhơ nhút. Nói lại nha. Không Hương ơi, anh không bao giờ quên người ra qua xa nè. Anh hai. Anh hai nha. Em không còn. Không Hương ơi, anh không bao giờ quên chuyện cũ. Anh hai. Anh không bao giờ quên chuyện cũ. Anh hai, em không còn lòng dạ nào. Anh hai, em không... Anh hai... Em không còn lòng dạ nào. Chuyện cũ ha. Chuyện cũ. Tiếp ha. Sao chuyện cũ đi. Chuyện cũ nào đâu, anh hai có rồi, anh hai nha. Anh hai thì anh nói anh hai, cái em sẽ né để cho anh... Hương Viền rồi bước dùng qua phải một bước. Chị Nguyễn Nghiên nha, rồi. Ân lấy cho người sống hôm nay. Không Hương ơi, anh không bao giờ quên chuyện. Anh hai, em không còn lòng dạ nào mà yêu ai khác anh nữa. Anh hai, em không còn lòng dạ nào mà yêu ai khác. Người như vậy mà anh cho là xấu xa nhơ nhuốc. Người như vậy mà anh cho là xấu xa nhơ. Anh ơi, xấu dĩ dạ không đáng sợ đâu anh hà. Anh ơi, xấu dĩ dạ không đáng sợ đâu anh hà. Sợ là sợ hiện tại và tương lai kìa. Sợ là sợ hiện tại và tương lai kìa. Anh hai, anh hãy tìm khóc nơi nơi. Anh hai, anh hãy tìm khắp nơi. Đâu có một người đàn bà nào. Đâu có một người đàn bà mà cao đẹp như vậy. Cao đẹp như vậy. Hương, Tùng sẽ đi với Hương. 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 Chúng ta sẽ sống chung nhau. Dù trong mái tranh. Chúng ta sẽ sống chung. Dù trong mái tranh vách lá nghèo nàn. Dách lá nghèo nàn. Dạ, thưa cậu hai, xe đang chờ. Được rồi, tôi đi ngay. Hả? Tuần à. Đang chờ là ngoài đi nè, cái đường ngoài này nè. Biết rõ mọi gì. Xe đi ngang ngang lại. Đây nè, đây nè. Đây nè, đây hả? Đây, ngoài đường nè. Rồi, cậu nói tôi nhìn ra. Ngoài kia tài xế nó nói đó. Anh cho là xấu xa nhớ muốn. Anh hãy tìm khắp. Đâu có một người đàn bà nào. À, người như vậy mà anh cho là xấu xa nhân nhút. Anh ơi, xấu dĩ dạ không đáng sợ đâu anh à. Anh ơi, xấu dĩ dạ không đáng sợ đâu anh à. Sợ là sợ hiện tại và tương lai kìa. Sợ là sợ hiện tại và tương lai kìa. Anh hai, anh hãy tìm khắp nơi nơi. Anh ơi, anh hãy tìm khắp nơi nơi. Anh hãy tìm khắp nơi. Đâu có một người đàn bà nào. Đâu có một người đàn bà và cao đẹp như vậy. Hương, Tùng sẽ đi với Hương. Tùng sẽ đi với Hương. Tùng sẽ đi với Hương. Tùng sẽ đi. Báo quên nè, báo quên nè. Chúng ta sẽ sống chung nhau. Dù trong mái tranh vách lá nghèo nàn. Trong mái tranh vách lá nghèo nàn. Dạ, thưa cậu hai, xe đang chờ. Được rồi, tôi đi ngay. Được rồi, tôi đi ngay. Tùng à.
Tùng à, bây giờ em đã biết rõ mọi bây chuyện. Bây giờ em đã biết rõ mọi em muốn định đoạt thế nào là tùy em. Em muốn định đoạt thế nào là tùy em. Anh mong em hãy suy nghĩ kỹ. Anh mong em hãy suy nghĩ trước khi quyết định một việc quan trọng như thế này. Trước khi quyết định một việc quan trọng như thế này. Cô Hương, cô sáng suốt lắm. Cô Hương, cô sáng suốt lắm. Cô sáng suốt lắm. Tôi tin là cô giúp được Tùng giải quyết chuyện này. Cô giúp được Tùng giải quyết chuyện này. Nhất là khi cô gặp người vợ mới cưới của Tùng. Người vợ mới cưới của đàn bà dễ cảm thông với nhau. Đàn bà dễ cảm thông với nhau. Chào cô. Chào cô. Hương, chúng ta phải làm gì bây giờ? Hương, chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta phải làm gì? Không còn làm gì kịp nữa. Không còn làm gì kịp. Đã muộn rồi anh nè. Đã muộn rồi anh nè. À, mở ba đi chợ về. Mở ba đi chợ về cậu ơi. À, mở được cái vỏ tôi xách cho. Vợ của Tùng về. Vợ của Tùng về. Anh ơi. À, xin lỗi anh... cho bạn. Bốn trang. Làm sao cho đẹp. Bốn trang hả? Bốn trang. Ai. Bốn người là chụp mình bấm cận, bấm xa nghe. Dạ dạ. Rồi. Rồi. Cảm ơn. Rồi chuẩn bị. Mấy giờ? Bắt nữa giờ. Diễn Nguyên. Cảm ơn ca. Anh được diễn. Cúi xuống đi. Cảm ơn ca. Dẫn to lên một chút. Đi sao đi sao quay cái lò qua nhờ. Cái lò hay chưa. Cảm ơn ca. Cảm ơn anh ca. Quên thì chết rồi. Chết. Tôi muốn nhớ cũng không có quyền nhớ nữa. Tôi muốn nhớ cũng không có quyền nhớ nữa. Tùng ơi, chắc đây là lần sau Tùng. Anh với em gặp gỡ. Em khuyên anh hãy ráng mà quên em. Dạ em cũng cố mà quên anh. Bỏ tay xuống rồi, thành được hai tay để ngay bụng. Anh cố mà quên. Dạ em cũng cố. Em khuyên anh hãy ráng mà quên em. Dạ em cũng cố mà quên anh. Rồi chuẩn bị nha, tao nói gì đó nha. Y gì các coi y vậy nha, cuối cùng á nha. Ủa làm lại cái nào, làm lại từ đầu á? À, đi lại từ đầu, đi qua tao đó, đó. Từ đầu. Tùng ơi, chắc đây là lần sau cùng anh với em gặp gỡ. Chắc đây là lần sau anh với em gặp gỡ. Anh với em gặp gỡ. Em khuyên anh hãy ráng mà quên em. Em khuyên anh hãy ráng mà quên. Bỏ tao xuống. Dạ em cũng cố mà quên. Thôi vậy, để tao bỏ xuống nha. Ráng mà quên bỏ xuống nha. Tay em hả? Tay chị hả? Tay chị. Em khuyên anh hãy ráng mà quên em. Dạ em. Anh với em gặp gỡ. Em khuyên anh hãy ráng mà quên em. Xuống là được. Em khuyên anh hãy ráng mà quên em. Dạ em cũng cố mà quên anh. Dạ. Quên đi. Xỉu luôn và làm cái chỗ mà không có. Nhạc chiên hết. Lùi chút, ba người lùi một chút. Chị rượt á, anh ấy chị rượt đi. Anh ấy chị đi. Một. Chị. Hai. Ba. Rồi bây giờ cô Liên nhìn qua đây nè. Cô Liên với ba được. Đó. Ba được nhìn nghiêng qua ngoài chút. Một. Hai. Đúng rồi, em, ba. Em là... Rồi. Em có chồng rồi. Chồng với em đó. Có chồng. Có đáng. Còn làm gì kịp nữa. Đã muộn rồi anh nè. Tôi không đuổi rồi. À, bỏ ba đi chợ về. Mở ba đi chợ về cậu ơi. À, mở được cái vỏ tôi xách cho. Vợ của Tùng về. Anh ơi. Anh! Bỏ tay muốn chết luôn. Bỏ tay muốn chết vậy đó. Trời ơi, tay ơi. Ủa? Trời ơi, chị dạ. Ơi! Hả? Em là... Em là... Lại. Em có chồng rồi. À, em là... Chị sẽ tìm dây sớm hơn chút nữa là cho em dò. Em biết. Chị sẽ dây sớm. Bỏ tôi sách cho. Vợ của Tùng về. Vợ của Tùng về. Anh ơi, anh. Bỏ tay muốn chết luôn vậy đó. Anh! Trời ơi, bỏ tay muốn chết vậy đó. Hả? Ủa? Chị hai. Trời ơi, chị hai. Hả?
em là em là chồng của em đó. Em có chồng rồi. Chồng của chồng em, chồng của em đó. Anh Tinh Tùng. Anh con em ơi, luôn luôn con em chưa nào tôi kêu ấy rồi đang ngon lành tôi đang lấy hình tự nhiên xung vô cha. Làm kêu cho mới được. Anh ơi. Nói sao phải không? Anh. Trời ơi, bỏ cái tay muốn chết vậy đó. Ủa? Trời ơi. Trời, chị hai. Hả? Rồi em hãy em là Diệt Bình nha, em là Diệt Bình nha. Trời ơi, bỏ cái tay muốn chết vậy đó. Ủa? Ê, Khoan thôi, trời ơi, chị hai. Hả? Đó, hãi nha, bà. Chị đó. Ủa? Trời ơi, chị hai. Hả? Hả? Chị hai làm gì em? Ủa? Anh cũng chưa biết chị hai. Anh cũng chưa biết chị hai của em hả? Đây là chị The. Đây là chị The. Chị hai của em. Chị hai của em. Chị. Chị. Chị hai là gì em? Chị hai làm gì em? Ủa? Ủa? Anh cũng chưa biết chị hai của em hả? Anh cũng chưa biết chị hai của em hả? Đây là chị The. Đây là chị The. Chị hai của em. Chị. Chị. Chị ruột của em. Chị ruột của em. Chị ruột của em. Chị ruột của em. Dạ. Ủa? Trời ơi, anh. Ủa? Trời ơi, anh. Anh Tùng. Anh Tùng, anh sao vậy? Chị hai. Chị hai ơi. Chị hai, chị biết cạo gió không? Chị cạo gió em đi. Khoan. Nhà anh. Anh Tùng, anh sợ. Trời ơi, anh. Anh Tùng, anh sao vậy? Chị hai ơi. Nói từ đó nghe, nói anh Tùng, anh sao vậy? Chị hai ơi, biết cạo gió không? Chị cạo giùm em đi. Ủa, trời ơi. Ủa, trời ơi, chị hai, biết sao vậy nè? Anh Tưởng. Đừng làm sao. Ủa, anh nói được rồi. Anh nói được rồi hả? Anh thấy trong người. Anh thấy trong người rồi. Anh thấy trong người sao? Ờ, anh đỡ rồi. Đi người ơi, đứng yên. Chị cũng đỡ rồi mà. Cũng đỡ rồi em à. Chị cũng đỡ. Chị cũng đỡ luôn. Ủa sao lại vậy? Trời ơi, em mừng quá trời quá đó. Anh. Anh. Anh mời giờ chị hai gặp sao em lại lớn tiếng quá vậy Diệu? Quá vậy Diệu? Tức quá à. Chứ chị nghĩ coi có người chồng như em. Chị tới chơi có một tiếng mời đợi. Diệu à. Chị tới chơi anh không một tiếng mời lời. Anh làm cho em thật sự. Anh làm cho em có sự. Không biết anh nói làm sao. Không biết phải ăn nói làm sao. Còn chị nữa. Còn chị nữa. Chị cũng kỳ cục. Chị cũng kỳ cục hả? Em mới gặp nhau. Có việc gì mà chị giỏi? Có việc gì mà chị giỏi? Đi ngay đi gấp. Chừng vài tiếng đồng hồ Để cho vui lòng vợ em. Phải rồi, chị hai ở lại chơi chỉ có một mình em vui. Phải rồi. Chị hai ở lại chơi chỉ có một mình em vui hả? Còn ảnh không có vui đâu. Chị đâu phải là chị. Vì chị là chị của em chứ đâu phải chị của ảnh. Chị hai. Chị ở lại chơi. Chị ở lại chơi cho vợ em rất vui nha chị hai. Mà em vui mà ông biết xị vậy đó. Thôi hai em đừng cãi nữa.